xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một loài hoa, đó là hoa tulip. Thì hoa tulip này làm cực kỳ đơn giản luôn. Bây giờ các bạn hãy cùng làm với mình nha. Để làm được những bông hoa tulip thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình những tấm xốp như thế này nha. Ở đây mình sẽ dùng xốp màu xanh lá cây và màu xanh dương, là gồm loại xốp 5 ly, và xốp vàng với xốp xanh lá cây đây là 1 ly nha các bạn. Keo 502, kéo và một cái bần ủi nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Trước tiên chúng ta sẽ dùng màu vàng này, các bạn vẽ cho mình một vòng tròn nha. Mình sẽ chia một phần này làm 3 phần nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt theo những cái đường mình vẽ nha. Chia làm 2 này. Chia phần nhụy lại nha các bạn. Rồi một phần thì mình sẽ chia làm 3 cánh hoa. Đây, mình đã cắt ra các cánh nè. Rồi bây giờ mình sẽ tỉa cong tròn cho từng cánh nha. Rồi như vậy là xong phần cánh hoa. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng kim 502. Các bạn sẽ dán phần cánh hoa như thế này. Các bạn dán chồng một phần cánh hoa này lên cánh hoa kia nha. Đó, cứ nối tiếp vào nhau như thế đó. Rồi bây giờ các bạn xem mình dán này. Rồi như vậy là chúng ta xong cái hoa này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dán phần cuốn nha. Thì làm một cái phần thân hoa như thế này đó, thì các bạn chỉ cần lấy xốp 5 ly. Đây xốp 5 ly này các bạn. Các bạn cắt cho mình ra một cái đoạn thẳng như thế này. Cắt cho nó vuông vuông đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán vào này. Rồi như vậy là mình được một cái hoa này. Ở đây mình cũng có chuẩn bị sẵn các cái hoa khác rồi đó. Bây giờ mình sẽ cắt một cái đế hoa, mình gắn những cái hoa này lên thành một khóm nha các bạn. Rồi phần đế hoa các bạn sẽ dùng cho mình xốp màu xanh 5 ly này. Các bạn vẽ và cắt ra cho mình một hình tròn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ dán phần hoa lên. Thì các bạn sắp xếp chiều cao như thế nào cho phù hợp nha. Mỗi cây hoa thì mình làm phần thân có độ dài ngắn khác nhau đó. Mình sẽ xem thử là mình xếp như thế nào này, rồi mình sẽ dán lên. Cái này là tùy cách sắp xếp của các bạn thôi nha. Rồi mình đã dán những cái cây vào cái phần đế rồi đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lá cho hoa tulip nha. Thì lá của hoa tulip hơi nhỏ và dài một xíu.
như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng bằng ủi nè. Các bạn đặt phần bằng ủi lên chiếc lá và để tầm 15 giây để cho chiếc lá của chúng mình có độ cong nhẹ nha. Được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ uốn phần chiếc lá nó hơi cong ra một xíu nè. Rồi được rồi ha. Bây giờ mình sẽ dán chiếc lá vào nha. Rồi như vậy là chúng ta đã có một khóm hoa tulip thật là đẹp rồi đó. Nay mình sẽ quay cho các bạn coi xung quanh nha.